Hi, xin chào mọi người, lại là Vinh đây. Trong video clip ngày hôm nay thì nó sẽ hơi khác với lại những video clip trước mà Vinh từng làm. Vinh đang muốn mở thêm một cái chuyên mục về chia sẻ kinh nghiệm về bất động sản cũng như là về pháp lý. Cho nên là trong video đầu tiên về cái chuyên mục chia sẻ và pháp lý này thì Vinh sẽ chia sẻ cho mọi người những ưu nhược điểm của đất nền dự án. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé. Ưu điểm đầu tiên của đất nền dự án không thể là không nhắc đến việc quy hoạch bài bản và đồng bộ. Nếu như mọi người để ý thì trong tất cả những cái dự án đã được triển khai mà mọi người đi vào rồi á, thì sẽ thấy là về hệ thống hạ tầng quy hoạch rất là bài bản, khu nào để ở, khu nào để kinh doanh, khu nào shop house, rồi những cái về tiện ích phục vụ cuộc sống như là hồ bơi, như là khu vui chơi trẻ em, như là công viên, siêu thị, trường học, bệnh viện nếu có, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Thì đây là cái ưu điểm đầu tiên của đất nền dự án, đó là nằm trong một cái tổng khu quy hoạch rất bài bản và đồng bộ. Ưu điểm thứ hai của đất nền dự án đó chính là cơ sở hạ tầng. Nếu như mà mọi người đi xem đất dự án và đi xem đất dân thì sẽ thấy rõ ràng khác biệt hẳn là về cơ sở hạ tầng của đất nền dự án, lúc nào nó cũng hoàn chỉnh hơn rất là nhiều. Hệ thống đường xá rất là rộng rãi. Đồng thời nữa là cái hệ thống vỉa hè, một số chủ tư họ chăm chút hơn nữa là họ làm vỉa hè rất là to, rất là đẹp. Và cái vỉa hè rộng thì nó sẽ giúp cho chúng ta sau này trong cái vấn đề là đậu xe máy, đậu xe hơi, nếu như mà bạn mở một cái quán ăn, quán uống, là mở một cái mô hình kinh doanh thì nó rất là lợi thế. Đồng thời nữa là vấn đề điện âm nước máy. Cái này thì có thể là một số người thì sẽ thấy là điện âm nước máy là cái chuyện hiển nhiên. Nhưng mà thực tế ra nếu như mọi người đi đầu tư đất ở các vùng tỉnh, không phải là thành phố lớn nhé, cái vùng tỉnh, ví dụ như là ở Đồng Nai thì ở thành phố Biên Hòa thì nó là thành phố rồi, còn ví dụ như các bạn đầu tư ở huyện Long Thành, huyện Nhân Trạch hay là huyện Cẩm Mỹ thì thật sự mà nói là phần lớn người dân ở dưới đây người ta vẫn còn sử dụng nước giếng, người ta vẫn còn sử dụng nước giếng và họ thấy là cái việc nước giếng này rất là bình thường. Nhưng mà khi mà bạn đầu tư cho một cái dự án đất nền thì bạn sẽ được tiếp nhận thêm với lại cái nguồn nước máy sạch và an toàn vệ sinh hơn. Đồng thời nữa là về cái điện thì điện ở trong dự án thông thường thì người ta sẽ đi âm ở dưới mặt đất. Cho nên là nó sẽ tránh những cái vấn đề là rò rỉ điện hay là dây nhợ lung tung lên rồi một số dây điện bị đứt nó rớt xuống mặt đường thì gây nguy hiểm cho người đi bộ ha. Thì đây là những cái ưu điểm thứ hai của đất nền dự án. Ưu điểm thứ ba của đất nền dự án thì đa phần là những nhà đầu tư đất nền dự án người ta rất là thích những cái điều này, đó chính là cái vấn đề thanh toán rất là linh hoạt. Họ thanh toán theo dòng tiền từng đợt theo cái tiến độ xây dựng của chủ đầu tư. Thì nó không có phải là quá nặng về cái nguồn vốn ban đầu mà các bạn phải bỏ một cục tiền để mà mua, mà các bạn có thể chi trả theo từng đợt, dài hạn theo cái tiến độ. Thì đây là một cái lợi thế rất là lớn. Và đồng thời nữa là trong đất nền dự án thì thông thường sẽ có liên kết với lại một số cái ngân hàng để mà hỗ trợ thêm cho các khách hàng người ta mua thì người ta sẽ có được cái sự hỗ trợ về cái đòn bẩy tài chính của ngân hàng. Thì đây là một trong những cái ưu điểm tương đối nổi bật ha. Khi mà bạn mua một cái sản phẩm đất nền dự án thì cái điều mà Vinh cảm nhận được một cái lợi thế rất là lớn, đó là bạn có thể tránh được những cái rủi ro về việc thay đổi quy hoạch của nhà nước trong tương lai. Các bạn có thể hiểu đơn giản là khi một chủ đầu tư họ triển khai một dự án thì họ phải thông qua các cái bước thẩm định về vị trí xem có phù hợp để phát triển khu dân cư ở đấy không, rồi có phù hợp với lại tài nguyên môi trường ở khu vực đấy không, có phá vỡ tài nguyên môi trường khu vực đấy không, rồi hệ thống phòng cháy chữa cháy như thế nào. Vân vân và vân vân, rất là nhiều thứ. Cho nên là khi mà đã bắt tay vào làm một cái dự án 1/500 rồi, về lâu về dài nhà nước mình có thay đổi những cái quy hoạch gì đấy thì họ sẽ né những cái dự án này ra, bởi vì cái dự án này đã được phê duyệt, đã được thẩm định, đã được thông qua và hiện tại dân cư người ta đã vào ở rồi. Nó sẽ khác xa hơn so với lại những cái đất của dân. Đất của dân thì các bạn có thể hiểu nôm na là những cái đất của dân nó không có nằm trong cái phạm vi một cái dự án 1/500 được phê duyệt,
cho nên là nó sẽ có những cái rủi ro nhất định về cái việc thay đổi quy hoạch của nhà nước trong tương lai. Ví dụ như nhà nước cảm thấy là ở khu vực này mở một cái tuyến hạ tầng, những cái tuyến đường này nó sẽ giúp cho việc phát triển kinh tế của khu vực đó, thì những cái mảnh đất của người dân mà nó nằm thuộc cái quy hoạch đó thì nó sẽ được đền bù giải tỏa đi khu vực khác. Thì đây cũng là một trong những cái rủi ro khi khi mà đầu tư đất dân, thì đất dự án nó sẽ giúp cho bạn tránh được những cái thay đổi quy hoạch của nhà nước trong tương lai. Đó là bốn cái ưu điểm mà Vinh cảm thấy rất là mạnh của đất nền dự án. Thế còn nhược điểm thì sao? Chúng ta sẽ đến với lại nhược điểm đầu tiên nhé. Cái nhược điểm đầu tiên mà Vinh muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay thì đáng lẽ nó là hai cái, nhưng mà Vinh cảm thấy là hai cái này thì nó không thể tách rời được với nhau, cho nên là Vinh sẽ gộp chung nó là một cái, là về uy tín của chủ đầu tư và pháp lý của dự án. Trước tiên thì Vinh sẽ nói trước là về vấn đề uy tín của chủ đầu tư trước nhé. Như các bạn có thể thấy thì cái bất động sản của đất nước Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là lâu đời rồi, và hiện tại bây giờ có một số chủ đầu tư họ đã đạt đến những cái uy tín nhất định. Nếu như ở trên Sài Gòn thì mình có thể điểm tên ví dụ như là tập đoàn Vingroup, rồi Thảo Điền Investment, hay là vừa mới rồi thì được thay đổi thành Masterise, rồi tập đoàn Novaland, tập đoàn Khang Điền. Thì là một số cái chủ đầu tư Vinh nêu tên, còn một số tập đoàn nữa, nhưng mà đối với Vinh thì Vinh cảm thấy là bốn cái tập đoàn đó là những cái tập đoàn khá là nổi tiếng ở khu vực phía Nam, ở khu vực Sài Gòn. Thì cái uy tín của họ rất là lớn, rất là mạnh, và đã có rất là nhiều khách hàng của Vinh từng mua những cái sản phẩm của những chủ đầu tư này và hoàn toàn hài lòng về vấn đề pháp lý. Cho dù là tại thời điểm khách hàng người ta mua, cái pháp lý nó vẫn chưa phải là hoàn chỉnh tất cả, nhưng mà cái uy tín của những người chủ đầu tư đủ lớn để có thể cam kết với khách hàng về cái vấn đề dự án họ triển khai sẽ không gặp bất kỳ trục trặc gì. Thì cái uy tín nó rất quan trọng trong vấn đề đầu tư bất động sản. Thế còn pháp lý thì sao? Chúng ta sẽ đến mục thứ hai. Vấn đề pháp lý của bất động sản, đặc biệt là pháp lý của đất nền dự án, thì đầu tiên thì Vinh sẽ phân tách rõ cho mọi người là nó có hai dạng pháp lý nha. Một dạng pháp lý là chủ đầu tư tự gom đất để triển khai dự án. Còn một dạng pháp lý thì vừa mới đây thì Long Thành đang áp dụng, đó chính là chủ đầu tư mua những quỹ đất đấu giá của nhà nước để triển khai dự án. Ok, chúng ta đi vào chi tiết hơn chút xíu để mọi người dễ hiểu nhé. Từ xưa tới nay thì khi mà chủ đầu tư họ làm một cái dự án gì đó thì họ phải chuẩn bị sẵn những cái nguồn đất. Giả sử như chủ đầu tư họ muốn triển khai một cái dự án là 10 hectare đất thì một á, là họ có thể tìm được một mảnh đất với diện tích là 10 hectare đúng cái vị trí họ mong muốn, thì cái này thì rất là dễ rồi. Còn hai á, là họ phải mua những mảnh đất nhỏ của người dân, có thể là 10, 20, 30 hoặc 50 mảnh đất nhỏ của người dân để họ gom lại thành một cái mảnh đất lớn với tổng diện tích là 10 hectare. Vinh đang giả sử nhé. Thế thì cái này là một cái dạng thông thường mà từ xưa tới nay hầu hết tất cả chủ đầu tư họ đều làm theo cái hình thức này. Thì cái hình thức mà để mà gom đủ quỹ đất, đủ diện tích, ví dụ như họ muốn làm dự án 10 hectare, họ mua đủ 10 hectare đất rồi thì bắt đầu là họ sẽ đến cái bước là làm pháp lý, hay là mình gọi là chạy pháp lý đó. Chạy pháp lý thì đầu tiên lúc nào cũng là xin chủ trương đầu tư. Xin chủ trương xong bắt đầu sẽ đến là xin nhiệm vụ quy hoạch, rồi được duyệt nhiệm vụ quy hoạch, bắt đầu lên bản vẽ thiết kế sơ đồ 1/500, bắt đầu trình lên trình bản này không được rồi trình bản khác, vân vân và vân vân, rất là nhiều cái bước pháp lý. Thì thông thường nhé, thông thường nếu như một chủ đầu tư bình thường, không phải là một chủ đầu tư quá lớn như là Vingroup đi chẳng hạn, không phải là một chủ đầu tư quá lớn, hay là tiềm lực tài chính của họ không phải là quá khủng khiếp, thì để mà họ chạy pháp lý một cái dự án 1/500, nó sẽ mất khoảng từ 3 đến 4 năm. Đây là mọi người lưu ý nha, nó sẽ mất khoảng từ 3 đến 4 năm. Cho nên nó mới dẫn đến một cái việc là chủ đầu tư lúc nào họ cũng sẽ lách luật bán cái giai đoạn đầu tiên theo cái hình thức góp vốn. Còn nếu như mà họ làm đúng theo luật á,
thì là phải khi nào phải có chủ trương, có quyết định 1/500 rồi phải xây dựng lên hết, cắm mốc ra sổ hết thì họ mới được bán. Cái đó là theo đúng luật, nhưng mà đa phần 10 ông thì ông chủ đầu tư nào của Việt Nam cũng lách luật và bán theo cái hình thức góp vốn, hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng ABC gì đó, nói chung là một hình thức lách luật. Thì cái này là cái pháp lý cơ bản của đất nền dự án, từ xưa tới giờ ai cũng làm như vậy hết. Còn cái pháp lý thứ hai là một cái vừa được bổ sung mà hiện tại Long Thành đang làm rất là tốt, đó chính là các chủ đầu tư lớn họ mua các quỹ đất đấu giá của nhà nước. Thì mọi người hình dung như thế này cho nó dễ hiểu, tức là ở dưới Long Thành hiện tại thì có rất là nhiều cái hạ tầng, có rất là nhiều cái hạ tầng đường xá, rồi hệ thống kết nối giao thông liên huyện, liên xã, liên tỉnh, nhằm mục đích phục vụ cho việc kết nối giao thông cho sân bay quốc tế Long Thành. Thì khi mà có rất là nhiều cái hạ tầng mà cần phải triển khai như vậy thì tỉnh Đồng Nai cần rất là nhiều nguồn tiền để mà làm cái hạ tầng đó. Thì cái việc đơn giản nhất là Đồng Nai có rất nhiều các quỹ đất cao su. Mọi người đi xuống Đồng Nai mình sẽ thấy có rất rất nhiều các quỹ đất cao su. Và các quỹ đất cao su đó hiện tại bây giờ đa phần Vinh hay nói với các khách hàng là đất cao su hiện tại bây giờ đang là đất vàng. Tại vì ở Đồng Nai thì bây giờ đang sử dụng các quỹ đất cao su đó để bán đấu giá cho các nhà đầu tư bất động sản, hay mình gọi là các chủ đầu tư lớn. Thì các chủ đầu tư lớn khi mua các quỹ đất đấu giá này thì bên các sở ban ngành của khu vực sẽ hỗ trợ cho các nhà đầu tư về vấn đề pháp lý. Mọi người hình dung nha. Đối với lại các hình thức làm cũ thì các chủ đầu tư lớn họ phải tự đi gom đất và họ phải tự chạy pháp lý các bước các bước các bước các bước. Thì thông thường thì nó sẽ mất của họ khoảng từ 3 tới 4 năm. Còn ông nào mạnh lắm, ông nào có nhiều mối quan hệ lắm hay là tiềm lực tài chính khủng khiếp lắm, như Vingroup Group đi chẳng hạn, thì thời gian nó sẽ rút ngắn hơn một xíu, nhưng mà đâu đó nó sẽ mất khoảng 2 năm, 2 năm rưỡi là nếu bạn mạnh lắm nha. Còn cái hình thức mới bây giờ là các chủ đầu tư lớn họ mua các quỹ đất đấu giá của nhà nước. Thì nhà nước sẽ hỗ trợ cho họ về vấn đề pháp lý. Cho nên các nhà đầu tư lớn họ sẽ đỡ nặng đầu trong cái vấn đề là phải xin pháp lý rồi phải lobby, phải chạy chọt này kia. Họ chỉ tập trung cho vấn đề triển khai bán hàng và xây dựng cơ sở hạ tầng. Và ví dụ thực tế cho mọi người thấy hiện tại là ở Long Thành vừa rồi có hai chủ đầu tư rất là lớn đã triển khai hai dự án, đó là tập đoàn Đất Xanh với lại dự án Game Skyworld tại xã Long Đức, Long Thành, và tập đoàn Kim Oanh với dự án Century City tại xã Bình An, Long Thành. Thì hai tập đoàn này mua hai quỹ đất đấu giá của nhà nước và được nhà nước hỗ trợ cho vấn đề pháp lý, cho nên là họ chỉ tập trung trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng và nghiệm thu công trình và tập trung bán hàng thôi. Thì hiện tại nếu như mà mọi người kiểm tra thì hai dự án này đều có chích lục tách sổ nhỏ hết rồi, cho nên là mình rất yên tâm về vấn đề pháp lý ha. Nó sẽ giúp cho các chủ đầu tư đỡ nặng đầu về vấn đề pháp lý, nhà nước thì có nguồn tiền để mà có thể xoay vòng xây dựng các cơ sở hạ tầng để phát triển về hệ thống giao thông cũng như là giúp thúc đẩy kinh tế của khu vực. Thì đây là win-win. Và những nhà đầu tư cá nhân như bạn hoặc là như Vinh khi mà mua những cái dự án này thì cũng rất là yên tâm về cái vấn đề giấy tờ sổ sách của nó. Mình không có sợ là vấn đề bị ngâm sổ hay là bị chờ sổ này kia. Ok. Nhưng phải nói nha, phải nói một điều nha. Cho dù là pháp lý của dự án có tốt đến đâu đi chăng nữa, mọi người lưu ý nha, cho dù pháp lý của dự án có tốt đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ có những rủi ro nhất định mà bạn không thể lường trước được. Thì Vinh sẽ chia sẻ cho mọi người cái câu chuyện thực tế của Vinh. Đây là trước đây là năm 2019 thì Vinh có mua một cái dự án. Thì khi mà Vinh kiểm tra về những cái giấy tờ sổ sách pháp lý của dự án thì mọi thứ hoàn toàn đều rất là ok hết. Trước khi kể thêm thì Vinh sẽ nói đến là
Cái dự án này thì chủ đầu tư họ triển khai theo hình thức cũ là họ tự đi gom đất của dân rồi tự xin giấy tờ pháp lý nha. Vinh lưu ý trước vấn đề đó. Rồi quay trở lại thì khi mà mình kiểm tra giấy tờ pháp lý của dự án cảm thấy rất là ok thì mình xuống tiền mình mua. Hiện tại theo nếu mà theo tiến độ thông thường á, thì đến khoảng cuối quý 1, tức là đầu khoảng cuối tháng 3 đầu tháng 4 của năm 2020 là dự án này sẽ xong. Thì hiện tại bây giờ là dự án đã xong cơ sở hạ tầng hết rồi, đã nghiệm thu công trình hết rồi và đã đến cái bước cuối cùng là chủ đầu tư hoàn tất nghĩa vụ thuế, hoàn tất nghĩa vụ tài chính đối với các cơ quan nhà nước để mà cơ quan nhà nước hỗ trợ các chủ tư là tách sổ nhỏ. Mọi người lưu ý nha, từ cái cuốn sổ cái, ví dụ như từ cuốn sổ cái của dự án đó là 3 hectare thì bắt đầu là khi mà hoàn tất thủ tục thuế thì sẽ tách sổ nhỏ ra 200 mấy chục cuốn sổ. Thì từ sau khi tách sổ nhỏ ra bắt đầu là chủ đầu tư mới liên hệ với các khách hàng của mình, các nhà đầu tư cá nhân thanh toán đến 95% tiến độ thanh toán để mà làm thủ tục công chứng sang tên. Thì nếu như anh chị nào ở đây đã từng mua dự án rồi thì chắc đã hiểu những cái vấn đề mình nói đúng không? Rồi, thì mọi thứ đều rất là ok, pháp lý rất là ok. Dự án đã xây cơ sở hạ tầng xong rồi, đã nghiệm thu công trình xong rồi. Nhưng đến đúng cái bước cuối cùng đấy, đến đúng cái bước mà phải hoàn tất nghĩa vụ thuế với nhà nước thì chủ đầu tư họ bị kẹt về vấn đề tài chính. Đó là những cái rủi ro mà mình không bao giờ mình lường trước được là nó sẽ xảy ra những cái việc này. Mình cứ nghĩ là mình mua một cái chủ đầu tư mình cảm thấy người ta đàng hoàng, mình kiểm tra pháp lý nó ok hết, nó không có bị vướng pháp lý hay không bị gì hết. Nhưng mà đến đúng cái bước cuối cùng đấy là hoàn tất nghĩa vụ thuế để tách sổ nhỏ ra để sang tên cho người dân thì chủ đầu tư họ bị kẹt tài chính. Thế thì tới thời điểm hiện tại thì ở trường hợp thực tế của Vinh thì Vinh đã bị kẹt trong cái dự án đấy là 1 năm 7 tháng rồi. Tức là đáng lẽ là chủ đầu tư họ phải ra sổ cho mình là vào tháng 3 của năm 2020 thì tới bây giờ là tháng 7 của năm 2021 rồi vẫn chưa ra sổ được. Thì Vinh chia sẻ câu chuyện của mình để nhắc nhở cho mọi người là khi mà bạn đã xách tiền đi đầu tư rồi thì cái gì trên cuộc đời này cũng sẽ có rủi ro. Cho dù là mình có tính toán kỹ đến chừng nào đi chăng nữa thì cũng sẽ gặp những cái rủi ro mà mình không lường trước được. Mình chỉ có thể hạn chế cái rủi ro đó bằng cái kiến thức của mình hiểu về vấn đề pháp lý, mình hiểu về vấn đề thủ tục giấy tờ. Mình hạn chế tối đa về cái phần rủi ro thôi, chứ còn rủi ro thì nó sẽ vẫn có và khi bạn đi đầu tư thì bạn phải chấp nhận điều đấy. Thì đây là cái Vinh nhắc nhở mọi người nhé. Chúng ta sẽ đến với lại cái nhược điểm thứ hai của đất nền dự án. Đó chính là thông thường thì giá bán của đất nền dự án lúc nào cũng sẽ cao hơn giá của đất dân xung quanh. Đau buồn mà nói nhưng thực tế cái này bạn phải chấp nhận. Bởi vì khi bạn mua đất nền dự án là bạn đang mua một sản phẩm nó có quy hoạch bài bản hơn, đồng bộ hơn, hạ tầng tốt hơn, xịn hơn, đẹp hơn, rồi nhiều tiện ích phục vụ cuộc sống hơn. Cho nên là giá bán của đất nền dự án lúc nào nó cũng cao hơn xung quanh. Giải thích cặn kẽ hơn nữa thì để cho mọi người dễ hình dung thì khi mà chủ đầu tư họ triển khai một cái dự án 1 phần 500, giả sử như là quỹ đất họ triển khai dự án là 10 hectare, 10 hectare nha, Vinh đang ví dụ nhé. Nhưng mà thực tế ra quỹ đất mà họ có thể phân lô bán nền ra để họ bán, thu hồi vốn và có lợi nhuận á, thì nó chỉ nằm ở trong 5 hectare thôi. 10 hectare là tổng cộng diện tích đất nhưng mà họ chỉ có thể phân lô bán nền là 50% quỹ đất là 5 hectare thôi. Còn 5 hectare còn lại sẽ dùng cho việc xây dựng, thứ nhất là hệ thống giao thông, đường xá nội khu. Thứ hai là công viên cây xanh. Thứ ba là khu vui chơi trẻ em, khu vui chơi người lớn, hồ bơi. Thứ tư là nhà điều hành, vân vân và vân vân. Sẽ xây những cái tiện ích đó thì những cái tiện ích phục vụ cho cái khu dự án 1/500 đó nó chiếm khá là nhiều đất. Và mọi người cứ nhớ giúp Vinh cái công thức này nhé, cứ nhớ giúp Vinh.
một dự án 10 hectare thì chỉ phân lô bán nền được 5 hectare thôi. Cho nên là chủ đầu tư thì lúc nào họ cũng phải set up một cái mức giá bán nó phải cao hơn thị trường, bởi vì nó bao gồm rất là nhiều chi phí. Chi phí về diện tích đất bị mất đi nè, chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng, chi phí chạy chọt pháp lý, chi phí triển khai bán hàng, chi phí marketing, rồi chi phí ưu đãi khuyến mãi này kia, thì lúc nào đất dự án nó cũng sẽ cao hơn giá đất của dân. Cái này là câu chuyện thực tế nhé. Cái này thì Vinh vẫn cho nó vào ô nhược điểm của dự án, mặc dù Vinh nghĩ là không hẳn nó là một nhược điểm, nhưng mà Vinh vẫn cho nó vào một cái nhược điểm của dự án, bởi vì nó sẽ liên quan tới cái nhược điểm thứ ba sau đây. Cái nhược điểm thứ ba của đất nền dự án đó chính là mức độ thanh khoản chậm. Chậm, thật sự mình phải nói là chậm. Một phần là bởi vì là khi mà bạn mua đất nền dự án thì cái giá mà bạn mua đầu vào á nó đã cao hơn là cái giá đất dân xung quanh rồi, cao hơn tương đối nhiều đó, tương đối nhiều so với lại giá đất của dân xung quanh. Cho nên là cái mức độ thanh khoản mà bạn bán lại thì chắc chắn là nó phải chậm hơn cái giá đất dân xung quanh. Cái thứ hai là trong cái việc đầu tư thì mức độ thanh khoản là cái ưu tiên hàng đầu. Còn cái ưu tiên thứ hai đó chính là biên độ lợi nhuận. Thì biên độ lợi nhuận của đất nền dự án thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào nó đạt ở một cái mức quá cao được. Bởi vì nếu như bạn đầu tư đất nền dự án thì bạn có thể để ý nha, là đất nền dự án thì chủ đầu tư họ sẽ chia ra làm nhiều đợt mở bán khác nhau, và mỗi cái đợt mở bán đó thì đợt mở bán sau lúc nào nó cũng sẽ cao, giá nó sẽ cao hơn đợt mở bán trước từ 5-7%, hoặc một số chủ đầu tư họ sẽ set up mức giá cao hơn từ 10 đến 15% thì tùy dự án. Nhưng mà mức cái đợt mở bán sau lúc nào nó cũng sẽ cao giá hơn cái đợt mở bán trước. Thì nếu mà bạn đầu tư đất nền dự án vào giai đoạn 1 thì bạn có thể thanh khoản cái lô đất của mình và biên độ lợi nhuận khoảng từ 5 tới 7% nếu như chủ đầu tư triển khai bán giai đoạn 2. Thì Vinh giả sử nhé, ở giai đoạn 1 họ bán là 10 triệu một mét vuông, giai đoạn 2 chủ đầu tư người ta họ bán là tăng thêm 10%, tức là 11 triệu một mét vuông. Thì nếu như bạn set up cái mức giá của cái lô bạn mua giai đoạn 1 10 triệu cộng thêm 5% biên độ lợi nhuận là 10 triệu 500 ngàn một mét vuông thì bạn có thể thanh khoản được. Nhưng mà mình thực sự mà nói thì thứ nhất là biên độ nó không cao, tức là bạn có lời nhưng cái mức độ lời nó không đáng kể, nó cũng xoay quanh khoảng độ tầm 6-70 triệu cho đến 100-200 triệu thì mình gọi là mức độ lời nó không đáng kể. Khi bạn bỏ 1-2 tỷ ra bạn mua một cái lô đất thì bạn lời mấy chục triệu cho đến 100 triệu thì mức độ đó không đáng kể ha. Cái thứ hai là mức độ thanh khoản đó nó sẽ phụ thuộc vào là cái chương trình bán hàng của chủ đầu tư như thế nào. Tức là nếu như họ set up hai cái đợt bán hàng đó, đợt 1 với đợt 2 nó cách nhau khoảng độ tầm 1 tháng, thì trong vòng 1 tháng nếu mà bạn lời được lợi nhuận 5% thì mình gọi là tương đối ok. Ok hơn so với việc bạn gửi ngân hàng 1 năm được 7%. Nhưng mà nếu mà họ set up cái đợt 2 bán hàng nó rơi vào tầm khoảng 3 tháng thì thực sự mà nói là mọi câu chuyện nó khác nhau lắm rồi. Và nếu như bạn không thể thanh khoản được trong các đợt bán hàng của chủ đầu tư cho đến khi chủ đầu tư họ đã bán hết dự án rồi và bây giờ chỉ có chờ họ xây dựng và bạn đóng tiền ra sổ thôi, thì thật sự mà nói là cái lợi nhuận của bạn nó sẽ chỉ đạt được khi mà chủ đầu tư họ đã hoàn tất việc xây dựng cơ sở hạ tầng và cấp sổ nhỏ cho người dân rồi. Thì nó sẽ khác nhau ở việc là chưa có sổ và có sổ. Lưu ý điều này nha. Cho nên là việc đất nền dự án thì nó sẽ vấn đề thanh khoản nó tương đối không có nhanh như là đất của dân được. Bởi vì đất của dân thì bạn mua bập rẹt, bạn mua xong công chứng sang tên 15 ngày sau có sổ. Thì có sổ rồi thì set up giá bán là do bạn. Rồi người mua người ta cũng sẽ yên tâm hơn khi mà bạn đã có sổ sách rồi thì người ta chỉ cần kiểm tra thông tin quy hoạch xem nó có vướng mắc gì hay không thôi. Còn ok rồi thương lượng giá cả. Và đặc biệt mà nói nha, đặc biệt mà nói nếu như anh chị nào đã đi đầu tư rồi á thì sẽ thấy cái điều này Vinh nói rất là đúng nè. À, những cái nhà đầu tư mà người ta lâu năm rồi á, người ta đầu tư bất động sản
và người ta đi mua đất thì người ta thích nhất cái cảm giác mà họ thương lượng đàm phán được giá, hay mình gọi là mình thích cái cảm giác trả giá đó. Nhiều khi mình đã biết là ở lô đất đó giá tốt rồi nhưng mà vẫn thích trả giá, thích cái cảm giác chinh phục vậy đó. Anh chị nào hoặc là cô chú nào đã đầu tư lâu năm rồi hoặc là đồng quan điểm với Vinh thì cứ comment ở dưới nhé. Ok, mình sẽ đến với cái mục thứ ba, đó là đối tượng phù hợp đầu tư đất nền dự án. Đối tượng thứ nhất mà Vinh cảm thấy là phù hợp đầu tư đất nền dự án đó chính là người thực sự người ta muốn mua để ở. Đất nền dự án thực sự mà nói là quá tuyệt vời để ở. Bạn sở hữu một lô đất trong một cái khuôn viên được quy hoạch rất là bài bản, rất là đồng bộ, rất là đẹp, tiện ích phục vụ cuộc sống có. Nhiều dự án lớn người ta còn có cả trường học, có cả bệnh viện, có cả khu vui chơi, công viên, hồ bơi này kia, thì thực sự mà nói là quá tuyệt vời để sống. Cái đối tượng thứ hai mà Vinh cảm thấy phù hợp để mua đất nền dự án đó là mua để kinh doanh hoặc khai thác cho thuê. Mua để kinh doanh tức là bạn đang mua những cái sản phẩm có những cái vị trí đắc địa trong dự án đó, ví dụ như mua ở trục đường lớn, mua lô góc hai mặt tiền để mà mình có thể sau này khi mà dân cư người ta lấp đầy thì mình có thể khai thác kinh doanh được. Và mua cho thuê thì cũng như vậy, còn mua những cái vị trí đắc địa để sau này khi mà dân cư người ta lấp đầy thì bạn có thể dễ dàng cho thuê những cái mảnh đất của mình được. Điển hình đi, điển hình đất nền dự án ví dụ như là khu An Phú An Khánh quận 2 hay là khu Phú Mỹ Hưng quận 7, thì nếu bạn sở hữu những cái lô đất vị trí đắc địa trong khu An Phú An Khánh hoặc là khu Phú Mỹ Hưng quận 7 thì rất là dễ trong vấn đề là bạn khai thác cho thuê, hoặc là cũng rất là dễ trong vấn đề bạn thanh khoản sau này. Thì đây là những cái mà Vinh cảm thấy là đất nền dự án nó rất là phù hợp. Bạn mua để kinh doanh hoặc là để mua để khai thác cho thuê thì đây là những cái rất là phù hợp, và mua để ở thì thực sự rất là tuyệt vời. Nhưng đối với lại dạng khách hàng người ta thích mua đầu tư, hay là mình nói chính xác hơn là mua để bán lại kiếm lời, thì Vinh cảm thấy là đất nền dự án nó không phù hợp. Nó không phù hợp ở cái chỗ là tốc độ thanh khoản chậm và biên độ lợi nhuận không nhiều. Ok, thì video chia sẻ về những cái ưu nhược điểm của dự án của Vinh đến đây là kết thúc rồi. Thì nếu như bạn thích video này thì hãy cho Vinh một like, hãy cho Vinh một subscribe nếu như bạn chưa đăng ký kênh của Vinh nhé. Video sau thì Vinh sẽ làm về những ưu và nhược điểm của đất dân. Thì nếu như bạn thích thì có thể đón xem. Còn bây giờ thì kết thúc thôi. Xin chào, bye bye, hẹn gặp lại.